sống khôn sẽ không cúng dỗ ông bà tổ tiên nếu chưa biết điều này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, xưa nay thờ cúng ông bà tổ tiên đã trở thành một chuẩn mực đạo đức và là nguyên tắc làm người, đồng thời là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt ta. Trong phong tục thờ phụng tổ tiên thì ngày giỗ là một dịp vô cùng quan trọng, là ngày để con cháu tưởng nhớ, hướng đến công ơn của các bậc sinh thành. Giỗ có thể làm to hoặc làm nhỏ, tùy theo gia cảnh và nhiều khi lại tùy thuộc vào mối liên hệ giữa người sống và người đã khuất. Tuy nhiên, sống khôn nếu cúng giỗ cho ông bà tổ tiên, quý vị đừng dại làm những điều sau. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé! Tổ chức cúng giỗ là để tưởng nhớ ông bà, tiền tổ, người thân đã khuất. Đây là một nét thuần phong mỹ tục trong truyền thống văn hóa, tâm linh của dân tộc ta. Phong tục này không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhắc nhở con cháu nên biết ơn đối với các bậc sinh thành, mà còn thể hiện tinh thần hiếu đạo sâu sắc, giáo dục lòng hiếu kính cha mẹ, ông bà, tổ tiên cho các thế hệ mai sau. Hiện nay, tình trạng chung tại các đám giỗ, họ hàng, người thân, bạn bè để tổ chức uống rượu linh đình và đặc biệt là phát sinh rất nhiều để phục vụ cho nhu cầu ăn uống ấy. Điều này nên hay chăng? Lời dạy của Đức Phật về việc này được thể hiện trong câu chuyện sau đây. Có vị bà La Môn nọ chuẩn bị giết một con dê để cúng cho người chết. Trước khi giết, ông sai các đệ tử đem con dê ra bờ sông, tắm rửa sạch sẽ, cho ăn uống đầy đủ và đeo vòng hoa lên cổ nó. Các đệ tử làm y lời thầy dạy. Nhưng khi họ vừa đeo vòng hoa xong và chuẩn bị dắt con dê về, tự nhiên nó cười rất lớn. Sau khi cười một lát, nó lại khóc rất to. Sát sinh và từ bỏ, địa ngục và thiên đường. Thấy vậy, họ hết sức ngạc nhiên, bèn hỏi: "Tại sao ngươi cười rồi lại khóc?" Con dê nói: "Tôi sẽ trả lời câu hỏi này trước mặt thầy của các ông." Họ dắt con dê về và trình bày lại tất cả sự việc cho vị thầy bà La Môn nghe. Nghe xong, ông ta hỏi con dê: "Tại sao ngươi cười?" Con dê trả lời: "Thuở trước, tôi cũng là một vị bà La Môn thông thuộc kinh Vệ Đà giống như ông. Vì giết một con dê mà tôi bị quả báo làm dê, bị chém đầu trong 499 lần sống chết. Đây là lần sống chết thứ 500 và cũng là lần cuối cùng. Hôm nay tôi sẽ thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nghĩ vậy tôi cảm thấy sung sướng, do nhân duyên này nên tôi cười." Sát sinh và bệnh tật. Vị bà La Môn hỏi tiếp: "Vậy tại sao ngươi lại khóc?" Con dê trả lời: "Tôi chỉ chặt đầu một con dê để cúng tế mà phải chịu khổ hình chặt đầu tới 500 lần. Khi giết tôi, ông cũng giống như tôi, phải chịu khổ hình chặt đầu trong 500 đời sống. Vì thương xót ông sẽ bị quả báo đó nên tôi khóc." Khi nghe như vậy, vị bà La Môn kia sợ hãi đến rợn cả tóc gáy. Ông ta bảo: "Thôi, tha cho ngươi, ta sẽ không giết ngươi nữa. Xin cảm ơn ông, nhưng nghiệp của tôi đã đến lúc phải trả. Dù ông có giết hay không, thì hôm nay tôi cũng phải chết." Vị bà La Môn liền nói: "Không sao đâu, ta sẽ đi theo bảo vệ ngươi." Nhưng con dê đáp lại rằng: "Ôi bà La Môn, nhỏ nhoi thay sự bảo vệ của ông, to lớn thay nghiệp ác tôi làm." Sau đó vị bà La Môn và các đệ tử liền đi theo bảo vệ để không ai có thể bắt giết chặt đầu nó. Được thả, con dê đi đến bụi cỏ mọc sau lưng một tảng đá để ăn. Khi nó đang vươn mình ra gặm cỏ, chợt sét nổi lên đánh trúng vào tảng đá. Một mảnh đá bị đánh vỡ văng ngay vào cổ con dê, chặt đứt đầu khiến nó chết tại chỗ. Cuối cùng, vị bà La Môn cũng đã hiểu ra mà thốt lên: "Thì ra đó chính là nhân quả. Nhân nào quả nấy, chúng ta trồng dưa sẽ ra dưa, chứ không thể trồng dưa mà ra cà được." Chúng ta thấy có nhiều trường hợp,
quả trổ ra giống hệt với cá nhân đã tạo như câu chuyện về con dê đã kể. Đời quá khứ, người Bà La Môn chặt đầu dê. 500 đời sau, ông phải làm dê và đời nào cũng chết vì bị chặt đầu. Nhưng cũng có khi quả báo không hoàn toàn giống với nghiệp nhân đã gây ra. Nhân quả công bằng, đã có vay thì phải có trả. Cũng giống như khi mình mượn người ta chiếc xe máy rồi chẳng may làm mất. Không trả lại xe được thì mình phải đền bằng số tiền có cùng giá trị như vậy. Nhân và quả không nhất thiết phải giống nhau, song giá trị vay trả chắc chắn sẽ phải tương đương. Chúng ta có thể thấy luật nhân quả theo dõi chúng ta như bóng, theo hình bóng, và nghiệp báo của việc sát sinh là rất nặng nề, chưa kể những ác nghiệp khác mà chúng ta đã và đang tạo các nghiệp chồng chất nghiệp, biết chừng nào mới trả cho xong. Trong kinh Địa Tạng đã khuyên bảo chúng ta rằng, những chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành. Cũng đừng tế lễ quỷ, thần, cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó, không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó, làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó, hoặc là đời trước hay đời hiện tại vừa rồi, đã chứng đặng phần thánh quả sẽ sanh vào cõi trời, cõi người, nhưng bị vì lúc lâm chung, hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhơn không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối biện, chậm sanh vào chốn lành. Huống gì là người kia chết, lúc sanh tiền chưa từng làm được chút phước lành, đều theo ác nghiệp của họ đã gây tạo mà tự phải bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nỡ nào lại làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Việc cúng dỗ có ảnh hưởng lớn đến vong linh của người đã khuất. Và ngày này mà chúng ta lại làm tiệc linh đình, sát sinh, hại mạng để thiết đãi sẽ tạo thêm tội cho vong linh ấy. Trong tội sát sinh, Kinh Phật có dạy, tự mình giết vì mình mà con vật bị chết. Thấy người ta giết mà mình vui mừng đều có liên quan đến tội này. Chọn những ngày dỗ chạp mà sát sinh hại vật thì vong linh ấy cũng liền càn chịu tội. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn. Đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh mà họ đang chịu khổ nạn. Khi bị nạn rồi, họ đang tha thiết, âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm cách cứu nạn cho họ bớt khổ. Người quá cố đã vụng tu, chưa hiểu đạo bị quả báo quá đau khổ. Vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình khủng khiếp trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu đã không tìm cách cứu nạn cho họ. Những ngày dỗ sao nỡ lòng nào lại đem máu thịt dâng cúng lên để họ bị kết thêm tội sát sanh mới. Vì vậy, là người học Phật và hiểu đạo, những ngày dỗ chạp, chúng ta nên làm chay, thanh tịnh, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, ấn tống kinh sách, làm các việc thiện để hồi hướng công đức cho họ, giúp họ sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm các hình thức ăn thịt, uống rượu, say sưa và tuyệt đối không sát hại sanh vật. Đừng làm tiệc linh đình để trả ơn nghĩa thế gian, không có ích gì cho người mất cả. Nếu có thương họ thì nên nhớ một điều, chớ nên sát sinh để cúng dỗ. Có một câu chuyện khác như sau. Sư cô pháp danh là Diệu Thanh, hiện giờ cô đang tu học tại Lâm Đồng, Đà Lạt. Sư cô kể lại rằng mẹ sư cô là bà Mười, cha thì hay sát sanh hại vật. Ông thích mời bạn bè về nhà chơi rồi giết vật để đãi khách. Trong khi mẹ lại hết lời khuyên cha cô nên ăn chay niệm Phật, nhưng ông không nghe theo. Có một lần vào kỳ nghỉ hè, ông bà Mười cùng người cháu ngoại tên Hòa ra Vũng Tàu để nghỉ mát. Ngoài Vũng Tàu có nhà người quen, nhà đứa cháu bà con tên là B, gọi bà bằng dì. Tối hôm đó khi ngủ ở khách sạn, bà Mười nằm chiêm bao thấy cậu B đến mời hai ông bà đến nhà ăn đám giỗ mẹ mình. Trong giấc mơ, bà thấy hai người đến nhà cậu B dự tiệc giỗ. Khi đó cậu B đem ra chén nước có in hình bông súng nói: "Dì với dượng xúc miệng đi rồi vô bàn ăn tiệc với tụi con. Hôm nay đám giỗ mẹ con." Bà Mười nhìn sau bếp mới nói:
bữa này tụi bay nấu gì để cúng dỗ cho mẹ tụi bay vậy? Vừa nhìn ra sau thì bà thấy mẹ cậu B bị cắt cổ ngang và bị cắt đứt hết một cánh tay, còn một cánh tay treo ở xà ngang. Bà Mười mới hoảng hốt la lên: "Trời ơi, sao mày giết mẹ mày để cúng dỗ cho mẹ mày vậy B?" Nói xong rồi bà la lên thất thanh. Mộng đến đây, do sợ quá nên bà tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, bà kể toàn bộ giấc mơ cho chồng nghe. "Ông ơi, sao tôi nằm chiêm bao thấy kỳ lạ quá? Thấy thằng B nó mời hai vợ chồng mình đi ăn đám dỗ. Nó đem chén nước có hình bông súng cho mình xúc miệng. Tôi ra bếp, thấy vợ nó cắt cổ mẹ nó làm dỗ ông à. Chỉ còn một cái tay, cái tay kia vợ nó xé làm gỏi rồi." Ông Mười bảo: "Chỉ là mơ, không có thật. Thức dậy là tỉnh rồi, còn gì phải sợ nữa. Bà suốt ngày toàn chiêm bao bậy bạ." Bà Mười kể thấy chồng vẫn không nghe, nên bà mới gọi cháu ngoại, Hòa, kể cho nó nghe để bớt sợ. Không ngờ đến 7 giờ sáng hôm sau, thì cậu B đến khách sạn thưa rằng: "Dì Mười, Dượng Mười ơi, bữa nay là đám dỗ mẹ con mời dì Dượng đến nhà con dự tiệc dỗ." Bà Mười nghe qua mới giật mình, sao mà giống trong mơ quá. Trong khi đó, hai ông bà chỉ vô tình đi Vũng Tàu nghỉ mát cùng cháu ngoại chơi mùa hè thôi, chứ không hề biết ngày dỗ kỵ của mẹ cậu B này. Bà nói với ông Mười: "Đó, thấy chưa ông, thấy chưa, chiêm bao tôi thấy hay chưa?" Ông Mười quay sang khều bà: "Thôi bà giữ dùm cái miệng bà lại đi, đừng có nói bậy nói bạ. Người ta nghèo khổ, đến ngày dỗ mẹ người ta có lòng mời, thì mình nghĩ tình nhín chút thời gian đến dự, chứ khước từ thì người ta tủi thân." Ông quay sang nói với cậu B: "Không sao đâu con về đi, khoảng 9-10 giờ dì Dượng sẽ ghé qua dự dỗ." Đến hơn 9 giờ sáng, ông Mười kéo bà Mười đi đến nhà cậu B thì bà bảo: "Thôi, tôi sợ lắm. Rõ ràng tôi thấy là đám dỗ má thằng B, tụi nó giết má nó để cúng dỗ cho má nó mà. Tôi sợ lắm, tôi không đi đâu, ông đi một mình đi." Ông Mười nói: "Chiêm bao chỉ là mộng, đâu có thật đâu mà bà lo. Đi đi, có tôi đây nè, bà đừng có sợ gì cả." Sau cùng thì ông cũng dẫn được bà Mười cùng cháu ngoại ghé sang nhà cậu B dự đám dỗ. Vừa đến nhà, ngồi vào ghế thì cậu B mới rót nước vào hai cái tách. "Con mời dì Dượng uống miếng nước xúc miệng rồi vô bàn ăn cơm với tụi con." Nhìn vào tách nước, quả nhiên trên tách có in hình bông súng. Bà Mười lên tiếng: "Đó, ông thấy chưa? Hồi hôm tôi nói rồi, y hệt như vậy luôn." Ông Mười khều nhẹ: "Bà làm ơn giữ cái miệng lại giùm tôi đi." Bị chồng nói hoài nên bà hậm hực: "Vậy để tôi ra đằng sau coi tụi nó làm cái gì để cúng má nó." Khi bà đi ra phía sau nhà bếp thì thấy ở cây xả ngang nhà bếp treo tòn ten một con gà đã bị cắt cổ, chỉ còn một cánh. Còn cánh gà kia thì bị cô vợ cậu B đem xé phay trộn gỏi rồi. Bà la lên: "Ông Mười ơi, đúng rồi đó, con gà này chỉ còn có một cánh à. Trong chiêm bao tôi thấy rõ ràng, nó làm thịt mẹ nó, rồi nó cắt cổ, treo ở trên xà ngang. Chỉ còn một cánh tay, cánh tay kia bị vợ thằng B nó xé trộn gỏi rồi. Bây giờ xảy ra y hệt như vậy luôn." Bà vội kể hết sự tình trong giấc chiêm bao cho gia đình cậu B này nghe. Vừa nghe xong thì cậu này rùng mình, toát mồ hôi lạnh, dẹp luôn, không ăn không uống gì nữa cả. Cậu chỉ bới 3 chén cơm trắng lên cúng mẹ, còn lại thịt gà gì bỏ hết. Cũng từ ngày hôm đó thì cậu B cũng ăn chay niệm Phật luôn, vì không ngờ chính mình lại giết mẹ để cúng dỗ cho mẹ. Sau này cả ông Mười cũng phát tâm ăn chay niệm Phật. Từ đó, chương trình đã nhận được một câu hỏi như thế này: lúc trước và những ngày dỗ thì bà con cô bác đến rất đông vui, nhưng từ khi biết Phật Pháp, gia đình tôi chuyển sang cúng chay thì ít có ai đến. Tôi thắc mắc là vì sao khi ta cúng mặn cho người chết thì nói rằng vì người chết mà sát sinh nên họ sẽ mắc tội, vậy khi ta cúng chay thì họ có được phước. Và lại, một người đã chết lâu rồi, đã tái sinh vào một kiếp sống khác thì việc cúng chay hay mặn có còn ý nghĩa gì nữa? Sao họ mắc tội hay hưởng phước được?
Nếu nói vì cúng mặn mà người chết mắc tội, như vậy thì có trái với lý nhân quả không? Ai làm người nấy chịu, kẻ làm mặn thì chịu tội, chứ sao người chết cũng bị vạ lây. Nếu vậy thì tôi ghét ai, cho dù họ suốt đời làm thiện, thì khi họ chết, tôi sát sinh trên danh nghĩa cúng cho người ấy, thì họ sẽ bị đọa hay sao? Thưa quý vị, theo giáo lý đạo Phật, mục đích chính của việc cúng chay là tránh tạo tội giết hại cho người sống. Tội sát sinh hại vật rất nặng nề, nên người Phật tử tránh không giết hại. Những dịp dỗ, quẩy lễ, tết tiệc tùng, người ta làm chay để phần nào giảm bớt nghiệp sát sinh. Như vậy vào ngày dỗ, làm cỗ chay để người chết hưởng phước, làm cỗ mặn thì người chết mang tội, chỉ đúng một phần rất nhỏ trong tương quan cộng nghiệp. Người Phật tử tránh kiến nên xác định rằng làm cỗ tiệc chay để người sống hưởng phước nhờ không sát sinh, làm cỗ tiệc mặn thì người sống mang tội vì tạo ác nghiệp sát sinh. Theo giáo lý nhân quả nghiệp báo, khi ta chủ ý làm một việc gì đó thiện hoặc ác vì mình, chắc chắn ta sẽ gặt hái kết quả tương ứng tốt hoặc xấu. Mặt khác, khi ta chủ ý làm một việc gì đó vì người, chắc chắn ta cũng sẽ gặt hái kết quả tương ứng, vì chính ta trực tiếp tạo nghiệp. Còn người khác, đối tượng mà ta làm nhân danh vì họ, như ta cúng dỗ cho người chết chẳng hạn, cũng có liên hệ một phần cộng nghiệp, tốt hoặc xấu, nhưng rất ít mà thôi. Thưa quý vị, vì sao người ta lại giết hại động vật? Có rất nhiều lý do như để cúng cho người chết, để bán, để ăn, hay thậm chí chỉ để mua vui. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét các lý do này. Lý do thứ nhất là giết các con vật để cúng cho người chết. Xin hỏi quý vị, người đã chết rồi, chúng ta cúng, họ có ăn được không? Chắc chắn là không. Mâm cơm cúng người chết xong, còn hay hết, chúng ta đều rõ cả. Mang tiếng cúng cho người chết, mà sau đó toàn người sống ăn, chứ người chết có ăn đâu. Có câu chuyện tên là Chuyện chàng Sujata, nằm trong kinh Tiểu Bộ như sau. Có chàng trai tên Sujata rất thông tuệ. Khi ông nội của chàng mất, cha chàng rất đau lòng, ngày nào cũng khóc thương và nấu thức ăn dâng cúng. Thấy vậy, chàng trai rất muốn khuyên ngăn cha, nhưng nói thế nào cũng không được. Chàng tìm mọi cách giúp cha chuyển hóa để ông bớt đau khổ và không còn cúng bái như thế nữa. Một hôm, khi đang đi ngoài đường, bỗng chàng nhìn thấy một con bò nằm chết. Nhận thấy rằng đây là cơ hội để thức tỉnh cha mình, chàng trai bèn mang một nắm cỏ đến chỗ con bò đang nằm và gọi liên hồi. Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Bò ơi, dậy ăn cỏ đi! Những người hàng xóm thấy vậy liền chạy về báo ngay cho người cha biết. Họ nói rằng, ông ơi, con của ông bị thần kinh rồi kìa. Người cha nói, con tôi khỏe mạnh lắm mà, có bị thần kinh gì đâu. Nó bị thần kinh rồi, thấy nó cứ cầm cỏ gọi một con bò dậy ăn, trong khi con bò đó đã chết. Nghe vậy, người cha chạy ra chỗ đứa con và nói, này Sujata, con không được bình thường đấy ư. Con bò này chết rồi thì làm sao nó ăn được nữa? Chàng trai nói, thưa cha, con bò chết, xác nó còn đây, mà con cho cỏ nó còn không ăn được. Vậy người chết đã đem chôn rồi, mà còn khóc, còn cúng cơm, thì làm sao họ ăn được? Người cha tỉnh ngộ, kể từ đó, ông không còn khóc và cúng cơm cho người đã chết nữa. Cổ nhân có câu nói rất đáng suy ngẫm, sống không cho ăn, chết làm văn cúng ruồi. Có lẽ chúng ta cúng vì lòng thương, lòng tưởng nhớ đến người đã mất. Nhưng đã là người học Phật thì chúng ta cần phải hiểu rằng sau khi chết, chúng sinh sẽ luân hồi trong 6 cảnh giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Nếu người chết đã tái sinh làm người, làm thú, đọa địa ngục hay lên cõi trời thì dù thân nhân có cúng, họ cũng đâu ăn được. Như vậy, chúng ta phải hiểu cho đúng, cúng để tưởng nhớ người chết chứ không phải để người chết ăn. Khi cúng tổ tiên thì chỉ cần làm mâm cơm chay là được rồi, không nhất thiết phải sát sinh, hại vật. Nếu cúng mặn thì không những ông bà, cha mẹ quá vãng không ăn, không hưởng được, mà bản thân chúng ta lại phải mang tội sát sinh. Lý do thứ hai
là giết để bán. Có những người mưu sinh bằng cách giết heo, bò, gà, vịt để đem bán lấy tiền. Đây được gọi là nghề sát sinh hay nghề đồ tể. Muôn loài đều bình đẳng, đều có được quyền sống. Chính vì vậy, nếu cắt đứt mạng sống của chúng sinh là tội ác. Ai sát sinh sẽ phải chịu quả báo rất nặng, và những người làm nghề đồ tể sớm muộn gì cũng phải gánh chịu khổ đau cùng cực. Đức Phật dạy rằng, đối với tội sát sinh thì quả báo đầu tiên là bị đọa vào cảnh giới địa ngục, sau đó là ngạ quỷ, tiếp đến là súc sinh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu có người cả một đời làm nghề sát sinh thì phải trôi lăn trong ba đường ác, không biết đến ngày nào mới được ra. Kiếm tiền bằng nghề sát sinh có thể giàu lắm, lợi lắm, được no bụng đấy, được sung sướng đấy. Nhưng sau khi từ giã cõi đời, chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ. Vậy người có trí cần biết cân nhắc, lựa chọn nghề nghiệp chân chính để nuôi thân, không nên vì lợi ích nhỏ bé trước mắt mà phải chịu tổn hại lớn về sau. Người Phật tử nên chọn nghề nghiệp không gây hại cho mình, cho người và tránh xa những nghề sát sinh, hại vật. Đó chính là thực hành chính mạng, hay nói cách khác là chúng ta đang nuôi mạng một cách chân chính. Người đời không biết, không hiểu nhân quả nên người ta mới làm nghề sát sinh. Còn chúng ta đã biết đến Phật Pháp rồi thì cần phải tìm những nghề lương thiện, tốt đẹp, không hại mình, hại người mà làm. Người có trí tuệ và lòng từ bi thì không bao giờ làm nghề sát sinh. Hơn thế nữa, nếu không giết hại mà còn biết phóng sinh thì sẽ có được công đức rất lớn. Trên thực tế chúng ta thấy những người làm nghề sát sinh thường chỉ được đời cha giàu có, còn đến đời con, đời cháu thường phải chịu nhiều bệnh tật, đau khổ, không làm ăn nổi. Có câu nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Điều này có phù hợp với nhân quả không? Giáo lý nhân quả giúp ta hiểu rằng ai ăn nấy no, ai làm nấy chịu. Sao ở đây cha mẹ làm ác mà con cái phải gánh lấy quả báo? Thật ra, điều này vẫn đúng theo nhân quả. Nếu người cha làm nhiều điều bất thiện thì sẽ chiêu cảm người con có cùng nghiệp xấu. Hay nói cách khác, do đời trước người con làm ác nên đời này phải sinh vào nhà người cha làm ác để chịu chung quả báo với nhau. Đó gọi là cộng nghiệp. Có thể hiểu theo một cách khác, tùy theo nghiệp ác nặng hay nhẹ mà người con sẽ phải chịu ảnh hưởng từ người cha nhiều hay ít. Ví dụ, nghiệp xấu của người con nặng thì phải sinh vào gia đình cha mẹ mê cờ bạc, cá độ, tiêu tán hết tiền bạc, gia sản, phải sống trong nghèo khổ, thiếu thốn. Nghiệp xấu người con nhẹ hơn thì sinh vào nhà cha mẹ làm điều không tốt như trộm cắp, tà dâm, lừa đảo, bị người đời khinh chê, chỉ trích, con cái cũng phải chịu nỗi xấu hổ, buồn phiền. Ngoài ra, việc thực hiện những hành động sát sinh lặp đi lặp lại hàng ngày có thể huân tập và trở thành những hạt giống xấu ác, hung dữ, dã man ở trong tàng thức. Những hạt giống này sẽ phát triển không chỉ trong đời này mà còn cả nhiều đời về sau. Tục ngữ có câu, ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Chúng ta làm gì lâu ngày cũng sẽ thành thói quen, và khi đã thành thói quen rồi thì rất khó sửa đổi. Cũng chính những thói quen này là nguyên nhân khiến người ta trở nên hung ác, bạo lực, rồi giết người không ghê tay. Do vậy, khi chọn nghề để sinh sống, chúng ta hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng vì cái lợi trước mắt mà làm những nghề xấu ác, huân tập cho mình hành động sát sinh. Cho dù làm nghề này có lợi một ngày 5 triệu, 10 triệu hay 20 triệu thì chúng ta cũng không nên tham lam, vì làm như thế không những hiện đời khó có được an ủi mà kết thúc đời này chúng ta cũng dễ bị đọa vào những cảnh giới đau khổ gấp trăm, gấp ngàn lần. Thứ ba là giết để ăn. Con người chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Khoa học đã chứng minh cấu tạo hệ tiêu hóa con người từ hàm răng cho tới đường ruột tương tự các loài động vật ăn cỏ như khỉ, bò, trâu, dê, cừu. Cho nên, thức ăn phù hợp với con người không phải là thịt động vật mà là rau củ quả. Do từ bé đến lớn, chúng ta đã ăn thịt động vật nên mới cho rằng cơ thể ta không thể thiếu thịt cá. Còn với những người ăn chay từ nhỏ thì họ vẫn ăn chay bình thường, đâu có gì trở ngại. Thật ra tất cả chỉ là thói quen.
các loài động vật chỉ ăn thực vật như trâu, bò, ngựa, voi đều rất khỏe mạnh. Còn con người chúng ta ăn đủ thứ mà hết bệnh này đến bệnh kia. Nhiều người cho rằng ăn chay bị thiếu máu, xanh xao, dễ đau ốm. Vậy quý vị thử nghĩ xem, ăn mặn có bị bệnh không? Cũng đủ thứ bệnh. Phần lớn bệnh nhân trong bệnh viện đều là người ăn mặn. Thật ra, trong thịt động vật chứa rất nhiều chất là nguyên nhân có thể gây ra bệnh. Do vậy, không nên quy kết rằng ăn chay dễ bị bệnh, còn ăn mặn thì không. Những người xuất gia như chúng tôi là những người ăn chay thường mà phần nhiều đều rất khỏe mạnh. Như vậy, trong rau củ quả vốn đã có đầy đủ các chất bổ dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Chỉ vì để con người ăn ngon miệng hơn mà biết bao chúng sinh phải chết một cách đau đớn, dã man. Chúng ta không thể nào hiểu thấu được sự đau đớn của chúng khi bị giết, bị thọc huyết, bị mổ bụng, moi ruột, moi gan. Nỗi lòng nào mà chúng ta ăn, nuốt những miếng thịt như vậy? Ta muốn sống mà lại lấy mạng sống của chúng sinh khác, nuôi mạng sống của ta. Như vậy có từ bi, công bằng và hợp lý không? Người có lòng từ bi và nhất là có hiểu biết về nhân quả sẽ không bao giờ lấy thịt chúng sinh để nuôi mạng mình. Lý do thứ tư là giết để mua vui. Năm câu chuyện về quả báo sát sinh kể trên tuy không nhắc đến lý do này, nhưng sự thật là trong cuộc sống chúng ta đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế. Vừa rồi, có một lễ hội mới được phục dựng tại Phú Thọ, đó là lễ hội cầu trâu. Họ chọn một con trâu khỏe mạnh, đưa đi tắm ở sông Hồng, rồi dắt về đình làng chờ làm lễ. Con trâu được cột vào một cây cọc chôn sẵn ở giữa sân đình. Khi lễ hội bắt đầu, 12 thanh niên thay phiên nhau cầm cái vồ đập lên đầu con trâu cho đến khi nó chết thì thôi. Trong các lò mổ, con trâu bị giết rất nhanh, không nhiều người nhìn thấy. Còn ở đây, con trâu bị người ta lấy vồ đập vào đầu cho chết từ từ, lại còn tổ chức thành một lễ hội ngay giữa đỉnh làng cho biết bao nhiêu người đến xem. Thời xưa dân trí còn thấp kém, lạc hậu nên người ta mới tổ chức những lễ hội này. Bây giờ chúng ta là người văn minh, có hiểu biết, cớ sao lại còn hành động man dợ giống như thời kỳ cách đây cả ngàn năm như vậy? Chúng ta thử đặt mình vào vị trí con trâu xem thế nào. Bị người ta cột vào cọc rồi lấy vồ đập vào đầu liên tục thì có chịu nổi không? Có đau không? Có sợ không? Con trâu có làm hại tới con người hay sao? Vốn là con vật rất hiền lành, con trâu giúp người nông dân kéo cày, kéo xe. Nó là một trong những người bạn thân thiết nhất của con người. Vậy mà chúng ta lại đối xử với nó một cách dã man như thế. Chúng ta còn nói lễ hội cầu trâu là một lễ hội văn hóa. Không biết văn hóa chỗ nào, lễ hội dã man thì đúng hơn. Điều đáng buồn là ở Việt Nam, nơi này nơi kia vẫn đang tổ chức những lễ hội như vậy. Tây Nguyên thì có lễ hội đâm trâu. Người ta cột trâu lại rồi cúng tế, nhảy múa xung quanh, sau đó lấy hàng chục cây lao phóng vào mình trâu. Có nơi còn dã man hơn nữa. Con trâu đang đứng, người ta lùa chạy, rồi lấy dao chặt chân cho khuỵu xuống, sau đó dùng giáo đâm cho đến chết. Tại Nepal, vừa rồi cũng có lễ hội chặt đầu trâu. Họ gom lại một lúc hơn 6.000 con trâu và lấy đao chặt đầu của chúng. Mấy ngàn con trâu bị đứt đầu, nằm đầy một bãi đất còn rộng hơn cả chùa Hưng Pháp. Thật là một lễ hội hết sức dã man. Nhưng khi suy nghĩ lại về mức độ thì lễ hội cầu trâu hay đâm trâu ở Việt Nam còn dã man hơn. Chặt đầu thì con trâu chết ngay lập tức. Còn đập lên đầu trâu bằng vồ hay đâm vào mình trâu bằng giáo thì nó phải chết từ từ trong đau đớn và oán hận. Thật quá tội nghiệp. Ngoài ra, ở Bắc Ninh hiện nay còn có lễ hội chém lợn. Vào ngày tổ chức lễ hội, người ta rước con lợn đi vòng quanh thôn, sau đó đưa về sân đình, đặt năm ngửa, kéo căng bốn chân về bốn hướng, rồi một thanh niên cầm đao chặt đứt con vật làm đôi, khiến máu phun ra lênh láng. Người dự lễ lấy máu bôi lên tiền, rồi đem đồng tiền đó về để được may mắn. Rõ ràng, những lễ hội kể trên thật quá dã man, tàn nhẫn và phi nhân tính. Chỉ những người không có lương tri mới thích tham dự những lễ hội như vậy. Lễ hội cầu trâu, đâm trâu hay chém lợn thì giáo dục con người ta điều gì?
giáo dục con người hành hạ và giết hại chúng sinh chăng? Bản thân người có trí sẽ không tham gia và cũng không để người thân của mình tham gia những lễ hội như vậy, bởi vì những cảnh giết hại như thế rất nguy hiểm. Khi xem sẽ chỉ kích thích nhiều điều ác trong con người phát triển, chứ không mang lại điều gì tốt đẹp cả. Chúng ta cần phải lên án những lễ hội như thế này, vì chúng không mang tính giáo dục, không hướng thiện và hướng thượng. Đã là người học Phật, trước khi làm một việc gì đều cần phải suy nghĩ về hậu quả. Chư Tổ thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát sợ nhân nghĩa là Bồ Tát trước khi làm bất cứ việc gì đều sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, vì các ngài biết nếu đã gieo nhân thì ắt phải gặt quả. Chúng sinh sợ quả nghĩa là chúng sinh không màng nhân quả, cứ cắm đầu làm, tới chừng bị tù, bị tử hình, bị đọa địa ngục mới than trời trách đất. Chúng sinh không nên làm những chúng sinh như vậy, mà phải làm Bồ Tát, phải biết sợ những hành động gieo nhân xấu. Khi nói hay làm điều gì, chúng ta phải biết cân nhắc tới hậu quả để tránh rơi vào tội lỗi, sa đọa và khổ đau. Nhất là phải tránh xa việc sát sinh, cho dù vì bất cứ lý do nào. Giữ gìn giới không sát sinh thì cả hiện đời và đời sau chúng ta sẽ có được an lạc, hạnh phúc. Nếu biết sống đúng với chính mạng, không làm những việc sát sinh, hại vật thì chắc chắn sẽ không bị quả báo đau khổ trong tương lai.